ASEAN Cup 2023, chủ nhà Qatar vinh dự là đội đầu tiên đoạt vé vào vòng 1/8. Tối qua ngày 17 tháng 1, chủ nhà Qatar đã xuất sắc đánh bại Tajikistan với tỷ số tối thiểu 1-0. Trước đó ở trận ra quân, Qatar đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước Lebanon. Với sức mạnh vượt trội và lợi thế sân nhà, tuyển Qatar tràn lên tấn công và nhanh chóng có bàn thắng. Phút 17, Akram Afif đón đường chọc khe của Almoez Ali, rồi tung cú dứt điểm xé lưới Tajikistan mở tỷ số 1-0 cho trận đấu. Tuy lần đầu tham dự ASEAN Cup, nhưng Tajikistan đã cho thấy tinh thần chiến đấu ngoan cường trước sức ép của chủ nhà. Thậm chí phút 48, Alex Dahalivo suýt gỡ hòa cho Tajikistan. Phút 81, Tajikistan chỉ còn 10 người vì Amadoni Kamolov lĩnh thẻ đỏ trực tiếp khi đạp vào mặt cầu thủ Qatar. Thi đấu hơn người trong 20 phút còn lại nhưng Qatar không thể ghi thêm bàn thắng. Với chiến thắng này, Qatar có được 6 điểm, hiệu số 4 xếp nhất bảng A và đoạt vé sớm vào vòng 1/8.